sa chiến năm là cả tàn nắm pi khơi ní xê thành hòa bình mông lâm hòa đường mẹ quán mô hình hệ trình tập thế tổ hợp tác theo nắn sẽ là mô hình tổ hợp tác xã kè nằm cá nhân tổ chức lái hệt khứn là từng bước hết bài mì hiệu quả một cuồng số nắn sẽ phải ba hoạt mô hình mây che san truyền thống cọp thòng hết học việc hết nhỏ sung thu nhập hớ cần dân đặc biệt sẽ bổ mê pi nóng cần sân tông này cần nội dung lái kinh nhấn cuồng phần sự bay kè chương trình môn ý sau mười cà tàn bà căn bầm lòng huyện Lạc Sơn chớ ní vẫn những lái hú hoạt xe bên bán mường hắng bưng biển bái lái la nghề hề mỹ hằng pi kè bô mế pi nóng dân tông ngoái bao chí to mi nằm nghề tầm phèn phái dù lai ti quốc huyến những hắng bưng bái lái nằm bán nghề tố hợp tác mây che san tè trực quan xà nhân nghĩa xe bên một ví dụ nghề mây che san dù ní xe coi hề mỹ tè phác lơ mà pi song bản nghề mác hứng từng bên quáng mà tè quy mô lo giá trị pi song bản dịp chết hợp tác xã mây che san dù bán bùi chính thức lấy công nhân bán nghề hết ọc việc hết ổn đính hớ hàng chục cần hết việc lo hàng hóa cần hết việc thời vú hợp tác xã hết bay mì hiệu quả lại giòn mà mẫu mã chất lượng xe nên lái thị trường mạc đơn bây giờ là cái thị trường người ta đòi hỏi những cái mặt hàng rất là đẹp và hàng đẹp và những cái hàng cho nên xe thị trường đòi hỏi nắm ná hàng đi tinh xảo mà đẹp kích thước mẫu mã la giòn rất là may chưa lấy cả cấp chính quyền bông làm hoạt hơi ở nằm lớp dạy nghề hơn học pi nên cơ học lái đàn la giòn cho nên xe nọc pi hê thành tháo nắm ná hàng ra xe đều lấy khai ở thị trường lái mẫn nộp cần mặc đơn ca nắn xe co ác hứng thu nhập hơn giá lần và cũng bán ra thị trường mà chị em trong cái lúc nông nhàn cũng có tăng thu nhập cho gia đình. Dù huyện Lạc Sơn hiện ní, bao chí to mì hợp tác xã mây che san, xã Nhân Nghĩa mà dù nằm xa Vũ Bình, Văn Sơn, Yên Phú, Văn Nghĩa, có hệt khứng nằm cơ sở hệ trên thế lão tập trung, nhờ khảo lằn choi xưa kẻ cập úy, chính quyền, lo cả hối đoàn thế, nằm lớp tập huấn nghề hề mì hăng pi, tăng lái hệt khứng hội ỏ cơ hối, mà khớ lo nghề hớ cần hết việc, nông thôn tỉnh địa bàn huyến. Cá nắn xây nằm hơn tác giả, có hề hết ọc nằm mẫu mã sản phẩm mờ, đáp ứng nhu cầu càng mứa càng sung kẻ thị trường. Nhiều ạ, như cải này là nhiều màu ạ, đỉnh tăm mơ màu, ví dụ như đơn hộp chảy. Hơn tác giả một khoái xây hết lại loại mẫu mã sản phẩm, có lái khảo dấu mông làm hoạt kẻ các cấp chính quyền, trói dưa tập huấn nhỏ sung tay nghề nên bà, trừ mì nấm đơn hàng, lại giòn xây nọc bì có hề rất là giỏi. Có chí này là giỏi, màu nó là nghề mây che san, xe nghề hề mì hăng pi kè cần dân tộc ngoái. Quan nằm chủ yếu, bái mục đích phục vụ hớ nạp chi nạp hành hàng mứ. Quan nằm thay đổi kè nạp chi nạp hành sòng mở. Mì nằm chờ, ngàm ba nghề mây che san, có bảo thể lơ nhàng dù lái lái. Khốn xe huồm khảo giòn tâm huyết là hội chơ mạc đừng. Nằm cần thớ là nghề có hề quyết tâm cam dự. Mong ba muôn mứ lơ nắn, từng bước khẳng định vì thế nghề hề mì hăng pi kẻ dân tộc. Dù hòa bình nằm pi khân ní lai bán mường có hề làm mây che san xê một cuông nằm hướng bay mở bay hết ọc việc hết tại tì hớ cần hết việc lai tì bên dòng ba dù huyến Lương Sơn Kim Bôi thành phố Hòa Bình huyến Lạc Sơn có hề hết khứn lái nằm hợp tác xã tổ hợp tác thu hút lái lai cần hết việc cuông nắn phần tập xê nóng pi cần nhìn cần dân tộc này cần mười đâu là cũng ngờ ngang nhưng mình cũng phải học hỏi là... chờ hành hết hết xe có bị quen hình khó xe chờ hắn mờ kháo xe hơn ở tai bay có hết bàn ít xe nghề thích hợp làm với mình có mặc đơn bóng nắn xe có hết ọc tiền lấy thu nhập hơn mình khó hết ba nếu chuyên tâm hết xe có thể và lấy thu nhập sung hơn chắc phải thôi nếu mà chẳng phải la cái chi nữa la thì đạt ngay cùng đấy. Việc miến bái phát huy nghề mây che san hề mí hăng pi, bảo trí to căm dừ lấy bản sắc hiệp khóng dân tộc, mà nhằm cập thòng biên dịch cơ cấu hiệp khóng hiệu quả, bàng sẽ lấy khó hái, giảm khổ khẩu, ổn đính thu nhập hớ cần dân. Hy vọng bà, nghề mây che san bà cúa, lo nghề hề mí hăng pi kẹp bố mế pi nóng khảo lán dân tộc bà huồm, có chỉ tiếp tục lấy mùng làm hoạt, trói dừa lấy miến xóm lo mẹ quáng, cá nắn, cáng mứ, cáng mì ti dưn, cọp thòng kháu khó làn má khứng tường bên, kẻ hiệp khóng kinh dù kẻ bán mường.